âm thanh của sóng biển, tiếng lạo xạo của cát ngay dưới chân. Những cảm giác như thế này chưa bao giờ trở thành hiện thực tại văn phòng làm việc. Thế nhưng, công ty ByStretch có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản đã làm được điều này. Họ hy vọng nhân viên, khách tham quan hay khách hàng của họ khi đến công ty có cảm giác thư giãn như đang ở trên bãi biển. Chỉ với một tấm thảm cát, một cái loa và một máy chiếu 3D, công ty đã tạo ra một bãi biển nhiệt đới ngay tại khu vực lễ tân, cũng là nơi gặp mặt của các nhân viên trong công ty. Một số nhân viên còn cảm thấy rằng dường như họ đang trong kỳ nghỉ hè. Đương nhiên, tôi không thể nhảy xuống nước được, nhưng tiếng sóng biển làm tôi thấy rất thoải mái. Tôi không nghĩ mình cần một kỳ nghỉ trong mùa hè này, vì bây giờ tôi cũng như đang nghỉ ngơi rồi. Có một điểm khác so với bãi biển thật là ở đây có máy điều hòa. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy như mình đang làm việc trên bãi biển. Tiếng sóng giúp tôi tập trung hơn. Ông Soichiro Minami, giám đốc điều hành công ty cho biết, không gian làm việc mới này có lợi ích không nhỏ đối với 310 nhân viên trong công ty. Tôi muốn nhân viên của mình không chỉ sử dụng khu vực này như một gian trưng bày cho khách hàng khi tới công ty, mà còn tận dụng nó là nơi để các nhân viên họp ra ban hàng ngày. Điều đó sẽ giúp họ phát triển nhiều sáng kiến, ý tưởng độc đáo. Mặc dù nước và sóng biển không có thật, nhưng công ty đã mua về 2 tấn cát để bãi biển này được thật hơn.